Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đến với chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng, chương trình phát sóng vào tối thứ ba hàng tuần. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau. Phóng sự lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia sẽ chuyển đến với quý vị và các bạn phần đầu chương trình hôm nay. Làm đẹp da với cây nhà lá vườn sẽ có trong mục kiến thức gia đình. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia. Thưa quý vị và các bạn, trong trái tim của mỗi người chúng ta, gia đình luôn là nơi ấm áp, tràn ngập yêu thương và thiêng liêng nhất. Gia đình không chỉ là nơi gắn kết mọi người với nhau, mà còn là cái nôi và là nền tảng cho sự phát triển của mỗi cá nhân. Chỉ có ở gia đình, con người mới có thể cảm nhận được tình yêu thương và sự bao dung vô bờ bến. Trải qua nhiều thế hệ gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những giá trị chuẩn mực tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2021 là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình, là dịp để mỗi người nhắc nhở bản thân về trách nhiệm bảo vệ tổ ấm, tôn vinh và lan tỏa tình yêu thương, các giá trị gia đình nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Đây là hình ảnh thường ngày tại gia đình anh Nông Văn Quyết và chị Nông Thị Tìm ở xóm Phia Trang, xã Phúc Sen, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Hai cô con gái ríu rít giúp việc nhà và chia sẻ những chuyện thường ngày với cha mẹ. Ánh mắt và nụ cười hạnh phúc của vợ chồng anh Quyết đã phần nào nói lên sự yêu thương, ấm áp trong gia đình sinh con một bề là gái này. Đối với họ, không gì vui hơn khi con gái chăm ngoan, học giỏi và biết yêu thương gia đình. Vợ chồng tôi còn dừng ở hai con thì cũng nơi con nó học thì bằng bạn bằng bè thì còn thấy con thì còn mới năm được giấy khen học giỏi thì tôi cảm thấy có hai con gái tôi cũng thấy rất tuyệt vời. Ngoài giờ học, hai cô con gái luôn tranh thủ giúp bố mẹ việc nhà. Buổi tối, cô chị Nông Thị Bạch Vĩ đang học năm thứ ba trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng, tranh thủ những ngày cuối tuần được nghỉ, em lại về giúp gia đình và còn kèm em gái học bài. Ở làng không có nhiều bạn được đi học chuyên nghiệp như em. Em cảm thấy em được đi học như này là cả một sự cố gắng rất lớn của bố mẹ. Bố mẹ đã tạo điều kiện để em được lựa chọn tương lai của mình. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì điều này. Là gia đình ba thế hệ sống chung mái nhà, ông Nông Văn Keng và bà Nông Thị Liều cảm thấy rất ấm lòng và hạnh phúc khi thấy các cháu gái luôn vâng lời cha mẹ, quan tâm tới ông bà. Các cháu quan tâm ông bà, bố mẹ, bà thì vui lắm. Ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ của gia đình bà Lê Thị Hương và ông Hoàng Xuân Lợi ở tổ 5 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng luôn tràn ngập tiếng cười. Sáu thành viên thuộc ba thế hệ sống cùng nhau trong một mái nhà gần 10 năm nay vẫn giữ được niềm vui, hạnh phúc trọn vẹn. Ngày mới lấy nhau, cuộc sống của ông bà còn khó khăn. Nhưng nhờ vợ chồng biết đồng cam cộng khổ, nuôi dạy con cái, nên con của ông bà đều trưởng thành khôn lớn, có công việc ổn định. Theo bà Hương, trong cuộc sống vợ chồng cũng có những lúc giận hờn bằng tình yêu thương và sự chia sẻ mà ông bà đã cùng nhau đi suốt chặng đường gần 50 năm. Để giữ được truyền thống này, phải cân bằng được nhiều yếu tố như sự mẫu mực của cha mẹ trong cuộc sống, tạo điều kiện tối đa cho con cháu được học tập, vui chơi, xây dựng nếp nhà có những nguyên tắc riêng nhưng cởi mở, thấu hiểu và cả sự nhường nhịn. Kinh nghiệm từ ông bà chia sẻ với các con đó là phải luôn dành cho nhau sự quan tâm. Để xây dựng một gia đình hạnh phúc trong ba thế hệ thì trước tiên là các thành viên gia đình là phải quan tâm, chia sẻ trong mọi công việc. Các mối quan hệ sẽ được trong gia đình giữ được cái mối hòa thuận. Các thành viên trong gia đình phải làm tròn các trách nhiệm của từng người. Ông bà thì là phải mẫu mực rồi là phải làm gương cho các con, các cháu. Tạo mọi điều kiện để các con thực hiện tốt các nhiệm vụ ở cơ quan cũng như là xã hội. Chúng ta cũng phải là quan tâm
đưa đón các cháu, rồi chăm sóc các cháu, nếp ăn, rồi từng lời nói, từng cử chỉ, từng hành động. Trong gia đình phải giữ cái mối liên kết giữa các thành viên, ông bà, con này, cháu này, là phải giữ cái mối quan hệ cho làm sao đúng mực. Còn gia đình bà Mạc Thị Nhâm ở phố Đông Thái, thị trấn Quảng Uyên cũng là gia đình ba thế hệ. Chồng bà mất năm 2001. Bà Nhâm đã nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Ba người con của bà đều có công việc ổn định và thành đạt. Con gái lớn, chị Hoàng Thị Gấm hiện là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quảng Hòa. Con gái thứ hai, chị Hoàng Thị Nga đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Con trai thứ ba, anh Hoàng Văn Quyết hiện là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Thị trấn Quảng Uyên. Theo bà Nhâm chia sẻ, con dâu bà là chị Hứa Thị Kim Thơ. Bà luôn coi chị Thơ như con gái. Chị Thơ là giáo viên mầm non. Do đặc thù công việc, chị thường đi sớm về muộn. Trường mầm non Hồng Định, xã Hạnh Phúc cách nhà 10 km. Bà luôn động viên con trong công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ và lo lắng cho chị mỗi khi trời tối chưa thấy con về. Trong cuộc sống, bà luôn chủ động chia sẻ với chị Thơ những điều mà hai mẹ con chưa hiểu, chưa rõ. Từ sự ân cần, gần gũi, hai mẹ con bà đã hiểu nhau hơn để có được tiếng nói chung. Những hôm chị Thơ về muộn, bà Nhâm thường dành thời gian dạy bảo các cháu học bài, bởi vậy thành tích học tập của hai cháu Hoàng Duy Thái và Hoàng Duy Đông rất tốt, là học sinh giỏi của trường và học sinh giỏi cấp huyện. Từ sự bao dung của người mẹ, người bà đã xóa đi khoảng cách giữa mẹ chồng, nàng dâu. Thay vào đó, trong ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Đã sống trong cùng một thế hệ, ba thế hệ cùng một gia đình ấy, thì con dâu, con trai, mặc dù là các cháu thì tôi vẫn là coi là một cái thành viên trong một gia đình. Mà bản thân tôi ấy thì luôn luôn là một người bà mẫu mực và chăm sóc con cháu thật tốt, tạo điều kiện cho các con đi làm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các con cũng hỗ trợ bà rất nhiều. Được một cái gia đình hạnh phúc như vậy là cũng nhờ sự chăm sóc của người mẹ. Và các con cũng hiếu thảo với gia đình. Khi bà nói là các cháu đều nghe ở ngoài, cũng tự giác học. Cho nên là các cháu cũng đạt được học sinh giỏi hàng năm. Mà các con đi làm thì cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với chị Thơ, chị cũng đã học được ở bà Nhâm sự bao dung, độ lượng và sự quan tâm chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Đấy, như bản thân em ấy thì khi mới về làm dâu ấy thì cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng mà cũng được mẹ chồng được và dạy bảo tận tình, rất là tận tình, nhẹ nhàng về cái cuộc sống hàng ngày này, rồi là những cái về dạy dỗ con cái, về những cái giao tiếp với lại hàng xóm, cho nên là em cũng học tập được bà rất là nhiều, và từ đấy thì cũng rút ra những cái kinh nghiệm để mình có thể dạy dỗ con cái được một cách hoàn chỉnh hơn. Bà là người lớn tuổi ở nhà, nhưng mà bà ở nhà bà chăm lo đến gia đình, vun vén gia đình và dạy các cháu học hành, nên là cũng tạo điều kiện cho vợ chồng chúng em là yên tâm công tác. Đã nhiều năm nay, ngôi nhà của bà luôn tràn ngập tiếng cười của con cháu. Bản thân bà Mạc Thị Nhâm còn được biết đến là người nhiệt tình với công tác xã hội. Tuy đã nghỉ hưu được 14 năm nay, nhưng bà vẫn tham gia công tác khu phố. Năm 2009 là chi hội trưởng chi hội khuyến học. Năm 2012, năm 2015 là bí thư chi bộ. Từ năm 2016 cho đến nay, bà Nhâm được khu phố tín nhiệm bầu là người có uy tín của phố Đông Thái. Với bà Mạc Thị Nhâm, bà Lê Thị Hương, gia đình anh Quyết, chị Tìm. Với họ, hạnh phúc không chỉ là được chăm lo cho gia đình, mà đó còn là sự sẻ chia tình yêu thương với hàng xóm láng giềng và với cộng đồng. Ngày Gia đình Việt Nam còn là dịp để các thành viên trong các gia đình có khoảng thời gian thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, yêu thương và thấu hiểu nhau hơn. Từ đó cùng nhau gắn kết để tạo nên những giá trị tốt đẹp của một mái ấm, cùng nhau vượt mọi khó khăn, thử thách để xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, trọn vẹn. Hiện nay,
mặt trái của nền kinh tế thị trường và lối sống đề cao tự do cá nhân đang tác động mạnh đến giá trị truyền thống và lối sống tốt đẹp trong một số gia đình. Tình trạng bạo lực gia đình ngày càng gia tăng, khoảng cách giữa cha mẹ và con cái đang ngày càng rộng ra, sâu hơn. Mối liên kết giữa các mối quan hệ trong gia đình ngày càng lỏng lẻo. Để gia đình là tổ ấm, là bến đỗ bình yên hạnh phúc, thiết nghĩ cùng với sự nỗ lực của các cấp chính quyền và đoàn thể xã hội, mỗi một thành viên trong gia đình phải biết tôn trọng, yêu thương, phải dành thời gian quan tâm, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Lan tỏa tình yêu thương và sự sẻ chia, gia đình bình an, hạnh phúc là nền tảng, môi trường lành mạnh để ngăn chặn các tệ nạn xã hội, tạo điều kiện tốt cho sự phát triển toàn diện của mỗi người nói riêng và xã hội nói chung. Chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021 là giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình, là dịp để mỗi người nhắc nhở bản thân về trách nhiệm bảo vệ tổ ấm, tôn vinh và lan tỏa tình yêu thương, các giá trị gia đình, nền tảng cho sự phát triển bền vững của xã hội. Thưa quý vị và các bạn, với các nguyên liệu cây nhà lá vườn đang là xu hướng của nhiều chị em hiện nay, đây là những phương pháp làm đẹp ra an toàn, không tốn nhiều thời gian mà còn đem lại hiệu quả cao. Mục kiến thức gia đình xin đưa ra một số gợi ý sau để chị em cùng tham khảo. Tẩy tế bào chết cho da nhanh nhất bằng bột yến mạch. Nếu bạn có làn da nhạy cảm, hãy thử công thức làm đẹp da nhanh nhất này. Trộn 2 muỗng cà phê kem tươi có hàm lượng béo cao với 2 muỗng cà phê đầy bột yến mạch. Sau đó, thoa hỗn hợp này lên da và nhẹ nhàng xoa theo vòng tròn để lấy đi tế bào da chết. Và cuối cùng, rửa mặt lại thật sạch với nước. Tẩy da chết giúp da trắng mịn với dầu dừa. Vòng đời trung bình của da kéo dài từ 45 đến 60 ngày. Các tế bào da mới sẽ liên tục được sinh ra để thay thế các tế bào da cũ trong thời gian này. Quá trình được diễn ra từ lớp đáy của da rồi đẩy dần lên đến lớp ngoài cùng. Vì vậy, bạn cần tẩy sạch những tế bào da chết bám trên bề mặt của da định kỳ một lần một tuần. Nếu lớp da này không được làm sạch sẽ gây bít lỗ chân lông và sinh ra mụn. Để làm đẹp da nhanh nhất với dầu dừa, bạn có thể áp dụng theo công thức đơn giản dưới đây. Chuẩn bị dầu dừa nguyên chất, có thể mua tại nơi uy tín hoặc tự làm đều được, và muối tinh. Cách làm, bạn lấy muối tinh trộn đều với dầu dừa theo tỷ lệ 5.3. Nếu dùng cho toàn thân, bạn có thể lấy lượng nhiều hơn, sau đó làm ướt mặt rồi bạn thoa hỗn hợp này lên da và dùng tay mát xa nhẹ nhàng trong 10 phút. Cuối cùng, bạn rửa mặt hoặc tắm lại. Da trắng mịn từ thiên nhiên nhờ cám gạo. Chúng ta hãy nghĩ cám gạo là một thứ nguyên liệu rẻ tiền, không đáng quan tâm, nhưng cám gạo có chứa nhiều vitamin nhóm B, vitamin E, canxi, kali, omega 3 nên có khả năng tẩy da chết, làm sáng da hiệu quả. Vậy nên cám gạo đã giúp nhiều phụ nữ lột xác ngoạn mục nhờ chăm chỉ đắp mặt nạ dưỡng da. Đây là một trong những cách làm đẹp da nhanh và hiệu quả. Để làn da trắng mịn với cám gạo, bạn có thể áp dụng theo công thức sau. Nguyên liệu: cám gạo nguyên chất và sữa tươi không đường. Công thức: lấy 3 thìa bột cám gạo trộn với 2 thìa sữa tươi không đường, sau đó khuấy cho thật đều. Cách dùng: đắp hỗn hợp lên da và dùng tay mát xa nhẹ nhàng theo chiều xoáy ốc trong khoảng 5 phút. Tiếp đó đợi 15 phút để các dưỡng chất có đủ thời gian thẩm thấu vào da, rồi sau đó bạn rửa sạch mặt hoặc tắm lại với nước lạnh. Cách sử dụng tỏi để trị mụn hiệu quả và đẹp da nhanh nhất. Bạn đã điều trị mụn bằng nhiều cách mà vẫn chưa giúp bạn cải thiện được tình hình thì bạn có thể sử dụng tỏi để làm đẹp da nhanh nhất theo công thức sau. Cách làm da sạch mụn: bạn giã nhuyễn 3 tép tỏi và lọc lấy nước cốt. Tiếp đó, bạn rửa sạch mặt với nước ấm và dùng khăn mềm lau khô. Sau đó, dùng tăm bông thấm nước cốt tỏi và chấm lên những nốt mụn trên mặt. Để khoảng 10 phút, bạn rửa sạch mặt với nước ấm lần nữa. Nếu kiên trì lặp lại quy trình trên 2 đến 3 lần một ngày, thì sau một tuần các vết mụn trên mặt bạn sẽ có dấu hiệu teo nhỏ và giảm hẳn. Vì nhiều lý do tác động mà làn da của chị em ảnh hưởng không ít, vì vậy
mà việc chăm sóc da cần phải được chú trọng nhiều hơn. Làm đẹp da và hiệu quả nhất, các chị em nên tìm hiểu về loại da cũng như nguyên nhân gây sâu da để có cách điều trị phù hợp. Và điều quan trọng là phải kiên trì với phương pháp đó để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chuyên mục Phụ nữ và cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.